Chào mừng các bạn quay lại với cầu lông Phủi Bầu Cát Ba nha. Trận đấu các bạn đang xem với đội bên kia đang đỡ cầu Kiều Quách, áo màu xanh, đứng trên áo màu xám đen là Sở Khanh, đứng phía sau đầu trọc bum là Trung Lưới. Còn bên này, bên gần camera đây phía sau là áo đỏ Cường Nhỏ, nữ đứng trên áo đỏ Kim Anh, còn áo trắng ông già đó, áo trắng là ông là Diết. Tốt cao. Ba, một. Đỡ hụt cầu. Ông Diết đó đỡ hụt cầu. 4-1. Tỷ số bây giờ là 4-1. 4-0. Xin lỗi, 4-0. Xin giới thiệu tôi. Bình luận viên Kim, trọng tài cho trận cầu đến này. 5-0. Sở Khanh, Trung Lưới, Cường Nhỏ, Kim Anh, tốt cầu. 1-5. Diệt giao cầu. Sở Khanh làm gì? Trung Lưới, Trung Lưới luôn, không qua lưới. 2-5. Có sự rút ngắn tỷ số rất là mạnh mẽ. Đội của Cường Nhỏ Diệt với lại Kim Anh dương lên vô cùng mạnh mẽ. Bây giờ đã là 3-5. 3-5 Diệt giao cầu. Sở Khanh nè, đỡ nè Sở Khanh. Trời ơi, rồi là do thức khuya, Diệt vừa rồi đã đánh hỏng một quả rồi, quanh giao cầu hỏng liên tục. Hôm nay là quanh là thường xuyên giao cầu hỏng rồi. Cường Nhỏ, tất cả trong cãi vào Cường Nhỏ đây. Ất chụp bài Cường Nhỏ đâu. Cường Nhỏ bây giờ đã biến thành Cường Mini luôn rồi. Quên đi, quên nữa. Ừ, 5-7. Vô. 2 quá Cường Nhỏ ơi. Cường Nhỏ con Diết trung, nửa trung, chỗ đó trung rồi. 6-7. Quên trung, trung vô luôn trung. Ôi, 7-7. Đội Cường Nhỏ đã dâng lên, đã sang bằng tỷ số với lại cái đội Trung Lưới Sở Khanh Kiều Quanh rồi. Có một sự lũng củng nhất định. Giữa các thành viên trong trong cái đội của Sở Khanh. Cường Nhỏ hay quá vậy. Ừ, quên luôn. Trời ơi. Ngoài. 9-7. Vô. Sở Khanh mạnh lên Sở Khanh ơi. Ngoài. 8-9. Minh. Ừ, tí nữa là vô luôn rồi. 9-9. Hai đội nhìn thấy vậy nhưng mà rất là căng tài căng sức, mặc dù nhà cái là lệch về cái đội của Cường Nhỏ nè. Còn ha, coi cái đội của Sở Khanh với lại Trung Lưới Kiều Quanh không có ra gì hết, nhưng mà tỷ số cho tới nửa gián là rất là xích sao, 19 nghiêng về cho đội Cường Nhỏ Kim Anh với lại Quang Việt. Kim Anh vô cầu. Sở Khanh phải quyết liệt vô. Đúng rồi, Sở Khanh gì đâu mà đặt cái tên Sở Khanh mà không biết lừa mà bày đặt Sở Khanh. Cái này mà Sở Khanh này mà đi ra ngoài bị Kiều nó vũ lấy hết tiền chứ làm gì được đâu mà. Sở Khanh không biết lừa hết trơn. Quýnh, trúc, trùng lưới, bỏ từ trùng lưới đi. Mục tiêu là bỏ ngoài, ngoài rồi. Trời ơi, quýnh đi, ơi, chết. Thiệt. Uống công à, mặc dù là không mất tiền mua vé nhưng mà phải dậy sớm à, các anh không phải quýnh sao cho coi cho được cái coi.
À, bao nhiêu người, hay quá đúng, trời ơi, thăng sâu luôn. Đúng rồi, đánh vô trong vậy mới được nè. Không uổng công là đã dậy sớm. Dậy sớm để mà xem này. Mặc dù không tốn tiền mua vé nhưng mà vẫn phải dậy sớm chứ đâu phải khơi khơi mà ai đâu. Bao nhiêu rồi? 3-0 hả? 3-1. 3-4 hả? 3-4. Khanh, sửa Khanh. Sửa Khanh là cẩn thận nha. Hay quá Trung. Quá hay quá. Trời ơi, cái đội này không hiểu ý xong trận này á. Nếu mà để bữa sau mà còn đứng cái đội hình này là phải dẫn nhau đi uống cà phê nha, ăn nhậu gì đó rồi mời mọc nhau rồi ghê gớm vậy nha. Ăn nhậu rồi vô rồi nói chuyện rồi rượu gì rượu vào lời ra gì đó rồi hiểu ý nhau chứ không có hiểu ý gì hết trơn mà có cái cầu đơn giản mà bỏ qua sao được. Sở Khanh vô cầu. Quang Việt hay quá Quang. Rồi tí nữa lại giống như bữa trước rồi á. Cũng may á mà cải thiện được á. Vô Sở Khanh. Sở Khanh chết rồi. Sở Khanh ơi không được rồi. Sở Khanh này bị Hoàng Việt dắt mũi rồi. Cường nhỏ cường mới đi. Hay quá, đúng rồi. Trời ơi, giờ mà không ăn nữa. Hay lắm. Hay. Bao nhiêu rồi? Nhiêu rồi vậy? Hay quá. Ôi trời ơi, đừng sai sót nữa. Làm ơn đừng sai sót nữa, phải chính xác vô. Đây, Sở Khanh quyết liệt vô. Đập. Ừ, đúng rồi, anh Quýnh dậy thì Kiều mới chết chứ. Kiều mới rơi vào tay anh được chứ. Quýnh đi Sở Khanh. Kiều hả là lấy hết tiền của Sở Khanh. Sở Khanh về nhà là chỉ có nước là khóc thôi chứ làm gì nữa. Quýnh rồi, chết. Không được, không thể nào chấp nhận được cái đội này rồi. Quánh ra đi, còn nước còn tát. Quánh đi, thuận gió mà. Trời, sao đâu không đủ mạnh vậy? Trời. Chết gai giật luôn rồi. Hai cái giờ có đụng vậy mà nó không gãy tay. Nó không đụng thì nó không gãy thì ngày mai nó cũng gãy à. Hay quá, bao nhiêu rồi? 8 đều hả? 18 đều. Đâu? Coi chừng ngoài á. Thấy cầu hơi mạnh á. Dứt điểm xuống chứ. Xuống á. Dứt điểm xuống. Ừ, hay lắm. Rồi. 98 rồi. Không biết, tôi nghe sao tôi đọc vậy ta, tôi không biết bao nhiêu trận. Các anh có cần đập tay không? Đập tay đi. Ôi, 9 đều. 19 đều. Trận đấu đã trở nên gay cấn từ khi mà đội của Sở Khanh với lại Trung với lại Kiều Quanh hiểu nhau hơn. Sau khi đã thống nhất được các khoản chia tiền nhậu, nghĩa là bao nhiêu rồi là tự nhiên hiểu ý nhau hơn. Còn lúc trước là đang phân vân là ai trả đi nhậu, ai trả bao nhiêu. Nhưng ủa, chiến thắng rồi hả? Trời ơi, không ngờ. Ủa, chiến thắng rồi kìa. Đội của Trung Lưới với lại Sở Khanh với Kiều Quanh đã chiến thắng rồi mọi người ơi. Chúc mừng cái đội đó nha. Bây giờ ngôi sao sẽ vô quýnh nè.